Dịch bạch hầu, thêm một trẻ tử vong, số ca bệnh tại Đắk Nông tăng lên 16. Chính quyền Trump phản đối yêu sách phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông. Trung Quốc đe dọa Ấn Độ sau khi Thủ tướng Modi tới thăm biên giới. Triều Tiên nói không cần ngồi lại với Mỹ để đàm phán. Tổng thống Trump thề núi Rushmore sẽ không bao giờ bị mạo phạm. Hơn 400 con voi chết bí ẩn ở Botswana. Bang Nagaland, Ấn Độ cấm bán thịt chó. Quý vị khán giả đang theo dõi mục điểm tin tối ngày 4 tháng 7 của Đại Kỷ Nguyên TV. Như thường lệ, tiếp sau đây là các bản tin chi tiết. Hôm 3 tháng 7, ngành y tế Đắk Nông cho biết họ đã ghi nhận thêm một trường hợp dương tính với vi khuẩn bạch hầu, nâng số người nhiễm ở tỉnh này lên 16 trường hợp và là ca nhiễm thứ 24 ở Việt Nam tính từ đầu năm nay. Theo truyền thông địa phương, trường hợp mới nhất là cháu DK, sinh năm 2003 ở Buôn Nờ Đo, xã Đắk Oe, huyện Đắk Rờ Lấp. Để ngăn ngừa lây lan, cơ quan chức năng đã lập 3 điểm chốt chặn, cách ly toàn bộ các hộ gia đình tại ổ bệnh. Số trường hợp tử vong do dịch, Đắk Nông đã ghi nhận 2 trường hợp. Trường hợp thứ nhất là bé gái 9 tuổi, trường hợp mới tử vong là bé trai 13 tuổi. Cả hai cháu đều là người Hờ Mông. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Morgan Otagus hôm 3 tháng 7 trong bài đăng trên Twitter cho biết chính quyền của Tổng thống Donald Trump ủng hộ bạn bè của Mỹ ở Đông Nam Á và phản đối yêu sách chủ quyền bất hợp pháp của Trung Quốc ở Biển Đông. Các cuộc tập trận quân sự của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trên lãnh thổ tranh chấp ở Biển Đông là vi phạm cam kết của họ theo tuyên bố năm 2002 về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông. Bà Otagus nêu quan điểm và nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ ủng hộ những bạn bè của chúng tôi ở Đông Nam Á và phản đối các yêu sách phi pháp của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Trong bài đăng, bà Otagus còn đính kèm bản thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Mỹ, trong đó lên án cuộc tập trận 5 ngày mà Trung Quốc đang triển khai ở Biển Đông từ hôm 1 tháng 7. Các cuộc tập trận này là động thái mới nhất trong chuỗi dài các hành động của Trung Quốc nhằm đòi hỏi những yêu sách hàng hải phi pháp và gây bất lợi cho các nước Đông Nam Á ở Biển Đông, thông cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh. Bên cạnh các thông cáo phản đối sự bành trướng của Bắc Kinh, Hải quân Hoa Kỳ cũng tiến hành một cuộc tập trận trên Biển Đông từ ngày 4 tháng 7 với sự tham gia của hai nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm USS Nimitz và USS Ronald Reagan. Trung Quốc hôm qua đã phát đi tuyên bố mang tính đe dọa sau khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bất ngờ tới thăm các binh sĩ tại khu vực biên giới phía Bắc nơi xảy ra vụ ẩu đả chết người với lính Trung Quốc. Ấn Độ không nên phạm sai lầm chiến lược khi tính toán với Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên tuyên bố trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm 3 tháng 7. Ông Triệu kêu gọi Ấn Độ cùng làm việc với Trung Quốc để bảo vệ tình hình chung của quan hệ hai bên, đồng thời chỉ trích các quan chức Ấn Độ về cái mà ông gọi là phát ngôn vô trách nhiệm sau vụ ẩu đả đẫm máu tại biên giới giữa hai nước. Trước đó vài giờ, khi bất ngờ tới thăm binh sĩ ở biên giới, Thủ tướng Ấn Độ Modi đã nhấn mạnh với các tướng lĩnh và binh sĩ rằng kỷ nguyên của chủ nghĩa bành trướng đã chấm hết. Theo Reuters, Ấn Độ và Trung Quốc vẫn đổ lỗi cho nhau vì vụ đụng độ hôm 15 tháng 6. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng hai nước vẫn đang đàm phán để giảm căng thẳng. Triều Tiên không cảm thấy cần phải nói chuyện với Hoa Kỳ. Điều này sẽ không gì khác hơn là một công cụ chính trị đối với Washington. Thứ trưởng Ngoại giao Cho Son-hui của Triều Tiên đưa ra phát biểu trước chuyến thăm của đặc phái viên Hoa Kỳ Stephen Biegun tới Hàn Quốc. Ông Biegun dự kiến sẽ thăm Hàn Quốc vào tuần tới để thảo luận về các cuộc đàm phán bị đình trệ với Triều Tiên. Chúng tôi không cảm thấy cần phải đối mặt với Mỹ vì họ không coi cuộc đối thoại với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là gì, ngoài công cụ để vật lộn cuộc khủng hoảng chính trị của mình. Truyền thông nhà nước Triều Tiên KCNA hôm 4 tháng 7 dẫn tuyên bố của ông Choi. Theo Reuters, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Stephen Biegun và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm 1 tháng 7 nói rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ gặp lại nhau trước cuộc bầu cử Mỹ vào tháng 11 tới. Điều này sẽ giúp nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân bị đình trệ. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tối hôm 3 tháng 7 giờ địa phương trong bài phát biểu dưới chân núi Rushmore để kỷ niệm ngày Quốc khánh Mỹ đã lên án những người lật đổ tượng đài trong các cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc gần đây. Đồng thời, ông cũng cam kết núi Rushmore, nơi có chân dung 4 cựu Tổng thống Mỹ George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt và Abraham Lincoln được tạc vào vách đá sẽ không bao giờ bị mạo phạm. Tượng đài này sẽ không bao giờ bị mạo phạm, Fox News dẫn lời ông Trump tuyên bố những anh hùng này sẽ không bao giờ bị đánh bại, di sản của họ sẽ không bao giờ bị hủy diệt, thành tựu của họ sẽ không bao giờ bị lãng quên,
và núi Rushmore sẽ mãi mãi là một cống nạp vĩnh cửu cho tổ tiên và cho tự do của chúng ta. Chúng tôi chỉ quy xuống với Thiên Chúa toàn năng, Tổng thống Trump tuyên bố. Chúng tôi sẽ không bị đe dọa bởi những người xấu, nó sẽ không xảy ra. Tổng thống Mỹ cũng khẳng định rằng các cuộc tấn công gần đây vào các di tích của quốc gia, bên cạnh việc hủy bỏ văn hóa và sự trỗi dậy của hệ tư tưởng Marxist của phong trào Black Lives Matter, là triệu chứng của một cuộc cách mạng văn hóa cánh tả đang đe dọa lật đổ cách mạng Mỹ. Ông Trump cũng nói rằng gia đình là hạt nhân và là nền tảng của cuộc sống Mỹ, và Black Lives Matter rõ ràng đã ủng hộ phá hủy nền tảng này. Phát biểu tại sự kiện, Tổng thống Trump cũng nói rằng ông đã ký một sắc lệnh hành pháp để thành lập một công viên ngoài trời rộng lớn để trưng bày những bức tượng của người Mỹ đáng chú ý trong lịch sử. Botswana, nơi ở của khoảng 1/3 đàn voi châu Phi, gần đây đã phát hiện số lượng voi chết tăng cao. Đầu tháng 5, 169 con voi được phát hiện chết ở vùng đồng bằng Okavango. Đến giữa tháng 6, con số này tăng lên hơn 400 con. Tờ Guardian dẫn lời của người dân địa phương cho biết hầu hết voi chết tại các địa điểm gần nguồn nước hoặc hố nước. Những con voi dường như đi thành vòng tròn trước khi gục xuống. Cả voi đực và voi cái đều chết, trong khi nhiều con khác có vẻ đi lại một cách yếu ớt. Năm ngoái, một diện tích rộng lớn của quốc gia này trải qua đợt hạn hán kỷ lục khiến nhiều con voi bị chết khát. Tuy nhiên, thời gian qua, đồng bằng Okavango có mưa và người dân địa phương cho biết nguồn nước cho voi khá dồi dào. Chính phủ Botswana loại bỏ nguyên nhân những cái chết lần này là do săn trộm, vì xác của các con voi không có dấu vết bị xâm hại, cặp ngà, thứ giá trị nhất của chúng vẫn còn nguyên vẹn. Thêm vào đó, không có xác của các loài vật ăn xác chết ở bên cạnh những con voi. Vì vậy, có thể những con voi không chết vì bị đầu độc. Họ cũng cho biết đã gửi mẫu từ các con voi chết tới phòng thí nghiệm ở Zimbabwe, Nam Phi và Canada để nghiên cứu sâu hơn về nguyên nhân gây ra tình trạng đáng lo ngại này. Hãng tin BBC hôm 4 tháng 7 loan tin cho biết chính quyền của bang Nagaland, Đông Bắc Ấn Độ vừa cấm nhập khẩu, buôn bán và bán thịt chó. Lệnh cấm được đưa ra sau khi hình ảnh những con chó bị nhốt trong những bao tải ở chợ bán buôn được lan truyền rộng rãi trên phương tiện truyền thông xã hội đã gây ra phẫn nộ. Liên đoàn bảo vệ động vật Ấn Độ, nhóm đã kêu gọi bang Nagaland thực thi lệnh cấm bán thịt chó ngay lập tức, đã ca ngợi quyết định này là một bước ngoặt lớn trong việc chấm dứt sự tàn ác đối với những con chó ở Ấn Độ. Tuy nhiên, lệnh cấm cũng khiến một số nhóm xã hội dân sự chỉ trích, họ gọi đó là một cuộc tấn công vào phong tục thực phẩm trong tiểu bang. Ăn thịt chó là bất hợp pháp ở một số vùng của Ấn Độ, nhưng một số cộng đồng ở các khu vực Đông Bắc coi đó là một món ngon. Mặc dù không phổ biến, việc ăn thịt chó vẫn diễn ra ở các quốc gia khác, bao gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan và Việt Nam. Bản tin tối ngày 4 tháng 7 của Đại Kỷ Nguyên TV đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị sức khỏe và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.